Vâng, em Sơn Tùng Đỏ xin kính chào toàn thể các bác nhé. Thực sự luôn là bộ dàn này em ghép quá là hay các bác ạ. Bộ dàn này em ghép cho một bác khách ở trong Quảng Bình các bác. Đấy, Quảng Bình gần như là rất ít khi được phục vụ các bác luôn. Lần này được phục vụ cho một bác khách ở Quảng Bình thực sự là rất là cái duyên, rất là mê. Mà bác lại ghép rất là ưng ý em luôn. Đó là một đôi loa TBQS12 cộng, một quân đẩy xia, hybrid 700, một quân vang đĩa mới và một bộ mic đĩa mới được các bác ạ. Đã vậy các bác. Cho nên là bộ này nó cài nó sướng lắm. Cái phải nói là rất là hay, không cần can thiệp nhiều mà đã hay sẵn rồi. Thì là các bác là em Xuân thì cài bộ này, là các bác luôn là bác khách về bác ưng luôn này. Đây bác nhìn này, chống hú tuyệt đối luôn, chống hú tuyệt đối nha. Ngồi gần thì ngồi rất là gần đấy, là các bác là ngồi rất là gần luôn, chắc tầm khoảng độ mét rưỡi, hơn mét rưỡi chứ mấy, mét tám mấy, mà không hề hú gì, âm lượng nó để rất là lớn, rất là lớn luôn. Bác đã thấy đã không? Sướng không? Bộ này thì thật các bác là với bác khách gia đình tầm khoảng 30 mét vuông quanh quanh trên dưới thì bộ này quá tuyệt vời luôn. Và em đã cài cho bác khách sẵn là 6 cấu hình rồi. Em cài sẵn 6 cấu hình luôn. Em cài đủ các kiểu hát cho bác luôn. Từ cấu hình số 1 là tất cả mọi người được hát, số 2, số 3 người tập hát, người hát chuyên nghiệp. Rồi cấu hình nghe nhạc, cấu hình tất cả mọi thứ em đã cài sẵn đây. Bác chỉ cần một cái remote ấn tách một phát là xong đây. Chọn thoải mái luôn các bác nha. Đấy, thì ngay bây giờ đây, em Xuân sẽ hát một đoạn cho các bác cùng nghe bộ dàn này. Em Xuân thì là một người hát yếu về cái khoảng là ngân nga. Đúng, có đúng không ạ? Các bác đều biết điều này, giọng em khá là yếu. Cho nên là em sẽ để cái quy số 1. Quy số 1 là cấu hình dễ hát, mọi người đều hát được. Còn những người hát yếu hơn em ở đây, ai mà hát yếu hơn em nữa, kém hơn em nữa cơ, thì chọn quy số 2, quy hình echo bác nha. Cấu hình này, quy số 2 thì sẽ dễ hát hơn nữa, bởi vì nó là echo mà, nó là âm ly vậy á. Đấy. Số 3 là revert, là người hát tốt rồi. Còn em sẽ chọn quy số 1, là cấu hình mà em sẽ pha giữa cả echo, cả revert. Thì em là người hát yếu cho nên là em sẽ cho cái phần vang nhại hơn một chút. Đó. Còn bác nào hát tốt thì hát cái số 3 này hay lắm các bác nha. Đấy, chứ không phải là nhại nhiều gì nha. Đây là do bạn thân em hát kém thì em để đây, không mà số bác để bảo là cài gì mà vang nhại nhiều thế. Thì em hát yếu cho nên em để có hình này cho dễ hát các bác ạ. Rồi đừng chê cười nha. Mỗi người có một cái hát thì nó là cái bản năng rồi. Em thì cũng không được học trường lớp rồi cả. Mà muốn hát hay thì khó lắm. Ok các bác cùng nghe một đoạn em Xuân hát cái bài để em đặt cái điện thoại cố định các bác ạ. Để cái điện thoại cố định cho nó ngon lành đã. Xong rồi em test cho bác cùng nghe nha. Ok, hát bài đừng hẹn tiếp sau. Hát bài này, hát thử cho bác nhá. Ok, em sẽ để cho nhạc ở mức độ vừa phải thôi. Không để quá lớn, bởi vì em muốn các bác nghe được tiếng mic nó rõ ràng, chứ còn mỗi nhạc lớn thì các bác lại không nghe được tiếng mic rõ. Em muốn cái tiếng mic nó rất là đẹp. Nói này, tiếng mic cực kỳ đẹp. Lì, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tính thì đôi loa này cái tiếng tép nó rất là đẹp này. Ok. Lời yêu thương cũng hết sau này từ chia tay, ngàn lời hứa sẽ yêu mãi không theo gió bay. Về anh có một lòng chỉ vì biết nói cho những tháng ngày mình bên nhau, thời gian có xa mờ niềm đau. Liệu rằng duyên xuân có thứ tha cho mình không? Người bạn hạnh phúc ta bán đi đổi lấy ngoài. Em có nuôi tình chỉ vì đôi lúc nào lặng mà đánh mất. Người đã có với mình cả thành. Cuộc đời dài ngang, ai biết ngày mai sao? Có ai sắp quá một lần mất nhau cây đắng buồn vần? Kiếp sau vừa sẽ bên nhau biết thương, vết thương gian
gà ta cha đau rồi làm sao khóc, trái tim một nói một muốn về em xuống buồn cho thương nhau ở kim này xin đừng. Giọng em thì nó lên cao nó hơi vỡ một chút, một số nốt là nó hơi bị đuối thì mà các bác thông cảm. Em sẽ hát một đoạn bài nhạc trữ tình đấy nhé. Thì bài này rất là tuyệt vời đấy. Bài nhạc này mà riêng với dòng bộ dàn này thì các bác những người hát khó tính hát nhất, khó hát kém nhất cũng vẫn sẽ hát được, vẫn sẽ ưng, vẫn sẽ khen bộ dàn này. Em khẳng định điều đó luôn. Những người mà gọi là không thích biết hát cũng phải ưng bộ này, bởi vì hát rất là bay, rất là nhẹ. Sướng lắm. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chính kiến anh chẳng còn chi, chẳng còn chi mọi con tim hết. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, hết cay dâng với lưỡi hàng xưa, lối cho nhau với những địa lời đã bao ngày máu anh chưa còn lại với những bây giờ, trả xuống đã khi say sống núi. Anh trở về quê tìm tôi thơ mát năm nào, vui vui dồn nước cùng đàn trâu với cây đa khó chúc mơ tặng với con đèn có chiếc cầu tre đã bao lâu hoang chân chân nên trời anh hoang quê sao. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ, rồi anh sẽ sang thăm nhà với bên nhau, ngồi bên nhau ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dù em thì thắm mò biên kiến cho nghĩa địa bạn anh đó đang say buồn, xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày, có một ngày cho chung ta lại gặp lại một vòng tay mở rộng thương mến. Bát cơm rau hấp mối tình quê, có đường dây thuyền đường đầy mơ cao. Ok, đấy thì em cũng vừa cố gắng để có thể thể hiện trọn vẹn cái ca khúc này. Nói thật các bác là hát thì không được hay. Nốt thì nó hơi kém, nói chung là mình là một người hát yếu cho nên là lên nốt cao là nó hay bị phè, bị vỡ đấy. Nhưng mà thôi, cố gắng để thể hiện được hoàn vẹn là tốt rồi. Để các bác nghe này, nó hát nhẹ nhàng, nó bay bóng, tiếng mic nó sáng, nó tuyệt vời cả nào thế thôi. Đấy thì những bác khách đã đang thích những bộ dàn như thế này ấy, thì đến hẹn với em Xuân. Em khẳng định các bác, nếu không hay em Xuân không bao giờ lấy tiền của ai cả. Em Xuân đã có một cái nguyên tắc để đời, đó là gì ạ? Tất cả sản phẩm của em Xuân gửi đến các bác, nếu không ưng ý, không hay, xin vui lòng hãy trả lại cho em và lấy lại tiền về đủ. Em Xuân sẽ không trừ bất cứ đồng nào. Đó là nguyên tắc của em bán hàng, cho nên tại sao mà được các bác yêu quý như vậy. Và các bác hãy đón nhận những sản phẩm của em Xuân khi đến tay các bác, xem có đúng như em Xuân nói hay không. Không hay hãy trả lại cho em. Bởi vì theo của em, quan điểm của em là quan điểm của em Xuân rất là rõ ràng là gì? Nếu không hay hãy trả lại, lần sau chúng ta sẽ quay lại, sẽ được phục vụ tốt hơn.
Còn nếu không hay mà các bác giữ lại, các bác cố gắng dùng thì chắc chắn các bác sẽ bỏ em luôn, đúng không ạ? Nguyên tắc của em rất là rõ ràng như thế, nên các bác hãy đến với em và chắc chắn yên tâm, không bao giờ mất tiền oan các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và nhiều bác nào mà chưa được nghe về chất âm test nhạc đồ loa này thì em mời các bác cùng xem em test nhạc mà em sẽ cho các bác xem cả nội thất bên trong đó nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Vâng, em Xuân Đức Đỏ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc ạ. Vâng, xin thưa các bác, sau thành công của cái đồ loa Lavi thì ngày hôm nay em Xuân sẽ tiếp tục cập bến và lên sóng cho các bác lô loa TB, cũng là một thương hiệu tới từ Mỹ nữa. Nhưng cái TB lần này em về nó chính là cái mã QS12+ các bác nha. Đây là một đôi loa full 30 với thiết kế phải nói là cực kỳ ấn tượng. Kiểu dáng có thể nói là cực kỳ đẹp luôn. Nó rất là phù hợp với những bác nào với gia đình không gian kiểu hiện đại, bộ đôi loa vào cực kỳ sang, thùng cân gỗ và có hai cái viền nhôm bên cạnh, bên hai bên hông cực kỳ sang trọng. E căng màu ghi tốt lên vẻ lịch lãm, thực sự là giống như bạch công tử vậy các bác ạ, rất là đẹp không ạ? Và cái đặc biệt nhất đôi loa TB này mà em thích có biết tại sao không ạ? Bởi vì đây là một đôi loa có công suất lên tới 450W công suất làm việc. Chắc nhiều người không tin đúng không các bác? Vâng, nhưng đó là sự thật các bác nha. Vâng, đôi loa này công suất làm việc của nó lên tới 450W cho một chiếc loa, rất là khủng khiếp. Và độ nhạy của chiếc loa này nó chính là 99 decibel, một trong những dòng loa từ Philips có độ nhạy cao tương đương với dòng loa từ Neo các bác nha, rất là khủng khiếp đúng không ạ? Các bác nhìn coi em nó đây, đẹp không? Đẹp không các bác? Ui giời, nó nét chưa các bác? Ê, càng đẹp chưa? Tót lên vẻ sang trọng chưa? TB QS12+ các bác nhá. Đấy, QS12+. Hiện tại đôi loa này thì cửa hàng bên em đang trong quá trình vệ sinh và cũng chưa xong hết hoàn thiện các bác ạ, chưa vệ sinh xong hết luôn. Nhưng mà chất âm của nó hay lắm các bác. Chất âm của nó nghe đã lắm. Em Xuân đã để sẵn một đôi rồi. Ngay bây giờ em Xuân sẽ test cho bác cùng nghe thử luôn. Các bác cùng chờ đợi đôi loa này như thế nào nhé. Trước khi test em cho bác cùng xem qua cái nội thất đôi loa đây. Thì đôi loa này á, nó sở hữu quân bát rất là đẹp. Rất là đẹp. Và TB thì nó có một cái đặc trưng, toàn bộ linh kiện sẽ được sản xuất tại Mỹ và lắp ráp tại Trung Quốc. Và bát này sẽ là bát sản xuất tại Made in USA các bác nhé. Mã bát ở đây có luôn, số email, tem QC rod đủ hết, tép cực kỳ đẹp luôn. Và đặc biệt họng nhôm các bác nhé, họng nhôm các bác nhé. Tụ của đôi loa này nó chính là sử dụng tụ TB xịn. Đây các bác nhìn này, em này đang để một tay hơi khó cầm. Tụ TB xịn nhá, tụ chính hãng nhá, tụ C cấp đồng hoàng nhá, không phải tụ nhãi nào bác nhá. Không giống như mấy cái loa ETC hàng nhái bây giờ mà lắp cái tụ vào đâu, không phải đâu bác ạ. Đây là tụ xịn, tụ này là tụ xịn. Tụ mắc tiền lắm, mấy trăm ngàn một con đấy. Đấy, hơi đẳng cấp các bác nhá. Và các bác cùng nghe chất âm loa này. Nó rất là sạch sẽ các bác ạ, nó cực kỳ sạch luôn. Tép nó nhuyễn lắm. Tép nó nhuyễn lắm. Dòng này thì nó tiếng tép nó sẽ là nó họng nhôm. Cho nên là cái tiếng tép nó sẽ rất là nhuyễn, nó rất là tí tách. Nó tí tách hơn với dòng loa ES một chút các bác nhá. Nghe nói chung là rất là mịn màng, bát nó có chiều sâu, mạnh, chứ là ngon. Các bác nghe đôi loa này thì các bác không chê ở đâu, rất là đã. Các bác nghe tiếng của nó vả nghe đã lắm, sạch bong luôn. Yêu nhau cho đớn đau, hằn sâu trong thịt da. Những vết thương còn để lại đời ta dày vò tháng tháng ngày. Quá đẹp luôn đúng không? Nó loa đẳng cấp luôn các bác. Nó loa của Mỹ xịn, tiếng cực kỳ sạch luôn. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa. Đang test ở máy tôn mà đang nghe tiếng sạch tông ở đây các bác. Đấy. Đợi người đi chẳng về. Giờ đã các bác. Quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn. Trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiên tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm
thời gian có nhịp vắng anh giờ thầm chế trong em. Các bác ạ, dậy, nghe là mở rất là lớn, đứng gần loa không hề khó chịu nha, đứng gần loa thì rất là phải lớn. Yêu hai sẹo khổ đắng, giờ ta xa lìa nhau. Đứng gần người kia mềm mại đã đâu. Mỗi đưa mỗi phương trời, em quá nhiệt, để lại niềm đau. Người đã xa khuất rồi, ta vẫn mong chờ. Chờ gì đây người ơi, chuyện tình ta vỡ tan. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu thang trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê tìm chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng anh giờ thầm chết trong em. Có những chiều em nhớ anh quá đã rồi. Em sẽ cho các bác nghe một đoạn bạc nhạc trữ tình nữa, các bác nghe bát tép lên như nào. Nghe đó các bác ơi, loa này nghe đằng sau còn hay, cặp loa này nghe, cặp loa thằng nghe nó cũng tốt rồi, nghe đằng sau rất là phê. Nếu là phòng em mà em có cổng rất là hoàng chứ không có mấy tôn này còn hay nữa, thành nữa rồi, thành bong luôn. Tép lên nó mềm không? Em là các bác ấy, bình thường các bác mua một loại loa giá tiền này, một dòng loa chất lượng kém này. Em đố các bác bằng ngồi trước cái loa tầm hơn 1 mét mà mở âm lượng lớn thế này các bác chịu đấy. Nghe nó đau đầu lắm. Nó chói, nó phá vào tai, in cái lỗ tai luôn. Rất là khó chịu đúng không? Nhưng các bác, em cam kết các bác là các bác có thể mở thoải mái và các bác ngồi trước cái loa chỉ cần 1 mét thôi, em cho các bác mở nữa. Các bác thử xem cái tiếng tép nó có bị nhuyễn không? Nó có bị chói không nhá? Em bao luôn đấy. Các bác nghe cả buổi không mệt người đâu. Chứ không giống như cái loại loa kia đâu, loại loa hàng Việt Nam, hàng kém chất lượng thì các bác nghe một lúc là các bác mệt lắm, nó đau tai, nó mệt mỏi lắm. Nhưng loa xịn là nghe rất là xứng các bác nhé. Đấy, thì cái đôi loa này hiện tại cửa hàng bên Xuân Đăng Tốc Đỏ đang bán với giá là 12 triệu đồng cho một cặp này. Đấy bác nhá, thì những bác nào mà thích thì liên hệ với em Xuân, đặc biệt là mua cho ngày hôm nay thì em có ưu đãi một chút. Và đặc biệt một điều là riêng loa em Xuân Tốc Đỏ nói được thì phải làm được, bán hàng nó phải đàng hoàng. Loa này em Xuân bán bao hay cho vòng 10 ngày. Các bác mua hàng của em về dùng cho vòng 10 ngày không thích cứ trả lại hàng lấy tiền về không thiếu một xu. Em không trừ của ai bao giờ, coi như em cho các bác mượn loa về nghe thử đi. Trải nghiệm đi. Ok, đến đây lấy loa về, sau này đến đây lại trả loa lấy tiền về. Không bao giờ lấy đồng nào. Em không trừ đồng nào các bác nhé. Còn những bác ở xa mà không đến nhà lấy loa thì gửi xe thì các bác phải chịu. Đấy, chịu tiền cước. Chứ còn em không có mang đến nhà được nhá. Bây giờ các bác ở trong miền Nam bảo em ơi chạy về anh mang đôi loa vào đây cho anh mượn mấy hôm thì không có, em không có làm được đó. Mượn thì đến nhà em lấy. Em cho coi như em mượn, không quên biết nhau thì các tiền lại để đấy. Hôm sau đến là trả lấy lò này. Bán đàng hoàng mà. Bao hay thì phải làm được chứ, nói phải làm. Mà em Xuân này làm từ xưa nay rồi. Đúng không ạ? Cái điều này em Xuân đã làm từ cái ngày em Xuân lập nghiệp đến giờ. Chính sách đã vậy rồi, cứ thế mà làm, chưa bao giờ chật. Tất cả khách hàng đều như nhau. Các bác nha, để anh em nào thích liên hệ với em Xuân theo số điện thoại ở phía dưới màn hình đây. 0903 040590 các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại.